nghe 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 mở rồi không anh? Có chặt không á? Chặt luôn, chặt luôn. Thì mấy này nữa không chị?
ơi. Chị mới hỏi xe bà con là xe của ai kìa. Bên tay phải luôn nha bà con ơi.
đi tự nguyện mà chặt vậy. Chặt nhỏ đó. Chặt luôn. Chân rồi mổ tay nữa. Chăm sóc chị ơi, chị Nguyên này. Chặt chăm em, chặt ngang, chặt mỡ rồi. Cái này 270 chặt mỡ luôn. Bánh bao chiên luôn 100 ngàn cho em đi anh trai ơi. Kèo nữa.
chị. Lấy nửa miếng hả chị? Lấy bên này. Đi đây đủ chưa? Đây. Bà cái này của chị một ký luôn, cho em 300 cái, cắt 3 dây hả chị? Không được, em quay cho em 300 cái. Có chị gái nè, ăn lấy gì? Chặt cái 200, chặt cái 200. Ăn ơi, 290 cho em, đóng trái cho ai nữa. Chặt cái 200. 200 ngàn, 200 ngàn, 200 gram. 200 ngàn. Chặt nhỏ rồi đứng em. Rồi đúng không? 100 ngàn. Tới tiếng hả? Xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú và bạn rất nhiều. Quý bạn hãy đi theo quay từ ghé để ủng hộ nhé. Đây là địa chỉ tại số 189 đường Phạm Phú Tứ, phường 4, quận 6. Thời gian mở bán từ 6:30 sáng đến 18:00. Cảm ơn cô chú và bạn rất nhiều nhé.